Ngày 4 tháng 12, Thành đoàn Uông Bí tổ chức hội nghị ban thường vụ nhằm giới thiệu nhân sự bầu bổ sung kiện toàn chức danh Bí thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy dự chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, ban thường vụ Thành đoàn đã bỏ phiếu bầu đồng chí Phan Minh Toàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn vào chức vụ Bí thư Thành đoàn khóa 17, nhiệm kỳ 2017-2022 với 25 trên 25 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%. Trước đó, ban thường vụ Thành đoàn đã thực hiện quy trình 5 bước theo quy định số 105 QĐ-TU của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Chúc mừng đồng chí tân Bí thư Thành đoàn, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Phan Minh Toàn tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy trí tuệ, đoàn kết cùng tập thể ban thường vụ Thành đoàn và các cơ sở đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.